quay trở lại và lợi hại hơn xưa. Trời ơi, em làm cái trò cứ dọa các bạn ơi. Và The Baby in Yellow đã có cập nhật mới. Các bạn bảo mình là anh bqThanh cùng chị Ốc hãy chơi đi, xem nó có gì đáng sợ. Nghe nói là đồ họa nó đẹp hơn và có những tình tiết rất là bí ẩn đấy. Được, và ngày hôm nay bọn mình sẽ chơi game The Baby in Yellow. Các bạn nhớ ấn like video, đăng ký kênh và xem quảng cáo cho bọn mình. Rồi. Nếu không Baby in Yellow sẽ gì? Sẽ cắn đây, mất chừng đây, tấn trinh đây. Nó sẽ đến nhà chơi với các bạn đấy. Đúng rồi. Rồi, vào chơi thôi các bạn ơi. Đi thôi. The Baby in Yellow. Quá là ghê luôn. Âm thanh lúc nào huỳnh một cái khiến mình giật mình. Đây, có con mèo đen kiểu kìa. Ừ, đây như là cái chỗ thang máy ấy đúng không? Vừa nghe tiếng tinh tinh mà. Đúng rồi. Và chúng ta sẽ tiếp theo cái phần mà khi mà chúng ta thấy con mèo đen nha các bạn ơi. Ở đây hình như mình nghe nói là có tiếng Việt đó. Mình sẽ chỉnh sang tiếng Việt cho dễ hiểu. Ok chưa? Ok. Âm thanh gì vậy? Có âm thanh gì nhỉ? Bị khóa mất rồi. Mấy cửa này đều bị khóa hết rồi. Chỉ có một cửa không khóa. Ôi động đất. Ôi động đất à? Không phải, đấy là bọn mình đang đi lên. Bên kia bờ những vùng đất xa xôi vào căn hộ và đi theo con mèo đen. Đâu mèo đen đâu? Mèo đen đâu? Nó chỗ nào? Mèo phò đâu? Trong bếp à? Ui, vỡ cả đồ luôn. Không phải mèo phò là Phạm Thoại mới đúng. Không biết được nhưng mà đây sẽ là đồ gì nào. Kìa, đồ gì mới sắp dụng cả nhà ra đây rồi. Mèo đây. Mèo 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 mèo. Đây mèo à? Giải phóng linh hồn kìa, lấy đi. À, lấy 12 con mèo này các bạn ạ. Lần trước mình đã thu thập rồi và mình mở được cái quả cầu này thì phải. Nhưng mà thôi, mình phải đi tìm con mèo đen. Con mèo đen ở đâu? Đây rồi, vết chân của nó này, vết chân màu xanh là của nó đấy. Để bị khóa rồi. Đúng rồi. Tự nhiên tivi xe hết hồn. Nhanh lên, leo thang. Con mèo này leo lên đây rồi. Con mèo đi lên trên gác các bạn ạ. Đúng rồi. Ôi. Hello mèo. Mèo 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 mèo. Đây này, nó đang đứng ở trước bức tranh này. Những hình vẽ nguệch ngoạc. Như kiểu nó muốn che đi cái gì ấy. Những nụ cười ngơ ngạch. Ui, chính là đây cái thằng. Con mèo mắt sáng à. Nó đi vào trong bức tranh. Rồi. Bây giờ mình cũng đi vào trong bức tranh à? Chắc thế. Mình mới đi vào trong bức tranh được. Ui, mình bị hút vào. Thở tôi ra. Bị hút rồi. Tỉnh táo lên. Em bé màu vàng. Nó đây nè. Rồi sao? Đây là mình đang tiến đến mặt trăng đúng không? Rồi. Đi theo mèo đen. Vẫn là đi theo con mèo đen. Chính xác. Ở trong phần trước hình như là chúng ta chạm vào nó phát là hết đấy. Nó đang nằm ở trên trụ à? Và đằng sau nó là cái gì? Như mặt trăng. Giống như mặt trăng á. Đi đây mất rồi chân rồi. Đấy. Nó biến mất rồi. Rồi sao? Sao biến mất rồi? Mình ngất xỉu rồi. Tò mò. Theo tôi nào, nhẹ lẹ lên, đi qua cổng, đừng để anh ta nhìn thấy. Mèo đen nói. Anh ta là ai? Anh ta là con này. Thế là mèo đen là nhân vật dẫn đường cho mình ở trong cái phần này à? Đúng rồi, mèo đen là người tốt. Rồi bộp một cái xuống đất ngất luôn. Choáng. Đau đầu, chóng mặt, hấp hối. À, nó kia kìa. Từ từ xem nữa. Ui, em bé màu vàng. Trong bức tranh đấy. Có gì? Một cái máy ghi âm. Bây giờ mình thử phát cái đoạn ghi âm nào. Ngày 2 tháng 6, đây là nhật ký số 940. Hành trình đi Sơn vẫn luôn là cách tốt nhất để du ngoạn khắp thế giới. Tôi phải trốn khỏi đứa bé này, nếu không tôi cũng sẽ có kết cục như những người khác thôi. Không thể không lo lắng về việc bị theo dõi. Ôi. Tốt nhất là không nên tập trung vào nó. Tôi đã vào con này đúng không? Hết nhật ký. Một cái nhật ký rất ảo luôn các bạn. Chắc là cảnh báo mình không nên động con này đúng không? Tất nhiên rồi, nó là quái vật mà. Đây là cọ vẽ các bạn ơi, đây là một phòng tranh các bạn ạ. Nói chung đấy là một con quỷ đội lốt một em bé. Đấy, có quyển sách này, sao lấy được quyển sách này? Lấy được quyển sách này. Trên cuốn sách này có ký tự của cái gì nhỉ ông nhỉ? Ký tự của cái con quỷ à? Đúng rồi. Hình vẽ. Ui. Đây là những cây nấm phát sáng được cái sao á? Hình như mình bỏ sách lên cái kệ này đúng không? Trên kệ là một cuốn sách ở đây. Đúng rồi. Thế thì bỏ sách vào. Không, hình như nó có số thứ tự á. Không, mình bỏ nó tự auto để vào luôn mà. Thế là cứ linh tinh à? Miêu. Không phải đâu, cuốn sách số 3 phải ở dưới chứ. Số 3 này phải ở dưới này này. Đúng không? Đây này, 1, 2, 3 đây này. 1, 2, 3. Số chấm là số thứ tự đây. Cái này là số 5 ở đây này. Còn cái này là sách số 2. Nghĩa là 1 Ở đây 2, 3, 4, 5. Ở đây là 1, 2, 3. À, phải xếp theo số thứ tự. Bê của Thành rôn. Tìm cuốn sách cứ theo có cái máy phát không này. Ngày 14 tháng 9, nhật ký số 821 các bạn ạ. Đời sống thực vật tiếp tục phát triển mạnh mẽ sau khi Newt biến mất. Nghiên cứu này đã có tác động mạnh. Tòa nhà bị hỏng. Thật là cô đơn. Ôi! Vậy là ông này đã mắc kẹt ở trong cái tòa nhà bị hỏng. Con Niu, có một cái con tên là con Niu mà chưa gặp con đấy bao giờ. Ở đây này, con Niu này. Thiếu con Niu. À, nghĩa là tí là mình phải tìm một con Niu gắn vào đây à? Chắc thế rồi. À, ok. Con Niu có phải là con vịt này không? Gắn vào phát à? Đây, Niu đây. Đây là Niu bíp bíp, không phải Niu. Cái gì trong ngăn kéo ấy? Không có gì trong ngăn kéo các bạn ạ. Đây anh đã xem đâu. Đây là cái ốc. Đây là cái tua vít. Sao khó thế nhỉ? Nói chung là bây giờ mình phải đi tìm cuốn sách. Đây là cái búa. Lấy búa. Đây, cuốn sách đây rồi. Không, cuốn sách mình ấy phải là cuốn sách số 2. Thế à, không phải à? Sách số 2 ở đâu ta? Bu lông. Vẫn là bu lông, ốc vít, cờ lê. Không biết để làm gì luôn. Ở đây, cuốn sách số 2 đây rồi. Cuốn sách số 2 đây. Ở trong cái góc này thì đúng là không để ý là không biết đâu các bạn. Anh nghĩ là sau khi mình ấn vào đây mình sẽ mở được cái đường chui chui đây. Thấy không? Thấy con mèo nó chui không? Đúng rồi. Nó đang đợi mình mà, nhanh lên. Bị chặn mà. Con mèo đang trong vị trí người dẫn đường. À đâu, mèo dẫn đường. Rất là vớ vẩn, nhanh lên rồi. Ôi. Có một cái lò đốt. Đốt cái gì? Đây có một cái như kiểu để đo nhiệt độ ấy. Van hơi. Bây giờ đang không đốt à hay như nào? Lấy một mẩu than. Cho than vào bếp lò. Đúng. Than chỉ có cho vào lò thôi các bạn ạ. Bên này là gì? Bị khóa. Bên này có một cái cần gạt nhưng mà không thể chui qua được các bạn ạ. Lấy thêm mẩu than. À, cho nó mắc binh lên. Bên này mắc binh lên. Đốt lò. Đốt tiếp đi. Cháy thật to. Rồi mắc binh rồi. Đốt tiếp nhanh lên. Thêm viên nữa. Làm gì nó xoay van. Ui giời. Phá nhà phá cửa à? Đáng lẽ từ nãy xoay van là đúng rồi đấy. Anh cứ tưởng là cũng phải đốt thật to để cho nó nổ. Nó nổ cả cái đường ống này luôn. Thôi được rồi, mình có thể lấy cái đường này đi tiếp này. Những cái nấm phát sáng này ông ơi. Đây là trong cống à? Đường cống thoát nước. Mèo đâu? Mèo. Thôi là sao, đừng gọi nó nữa ông ạ. Tại anh gọi làm giật cả mình. Em xuống anh gọi bây giờ. Ôi, cái con này nó giống như phần trước có cái này. Con đấy tôi gọi là con gì mình không biết luôn các bạn ạ. Các bạn biết không? Không biết được nhưng mà nó là biểu tượng của quỷ đấy. Đây rồi, cửa này mở kìa. Bên này không đi được. Thì bắt buộc phải chui vào đây. Đúng rồi. Đây là những cái rễ cây nha các bạn. Ôi. Sắp à. Sao mới là mình mở cửa lên nó cứ như kiểu động đất ấy nhỉ? Khám phá ngoài kia. Ai đập cửa đấy? Đứa nào đấy? Có cầm chai gì đâu không? Cầm được cái chai này ra, nếu mà gặp con gì mình gõ vào đầu nó. Bị khóa rồi. Cái gì đấy? Cái phòng này mở này các bạn ơi, phòng này mở nó có cái gì trong đấy này? À, cửa này nó muốn đóng vào như này. Ý mắc vào thân gốc cái rễ cây này, hiểu không? Sao tự muốn đóng vào? Gì đây? Mình đi vào được rồi nè. Ui, người ta nghiên cứu những cái hoa có vẻ đã chết các bạn ạ. Ui, thế là đây là một cái cây ở trong phòng thí nghiệm nha. Nó mọc lớn ra và nó bám lên tất cả trong cây đường ống thoát nước này. Đúng các bạn nhìn không? Đấy không? Đây này, rễ của nó đây này. Còn có những cây thì đã chết. Không cần đến nhà luôn. Ui, mèo. Mày nhìn mày ghê quá con mèo. Đây là cuốn sách. Thực vật Carcosa. Hình bông hoa. Đây rồi, bông hoa này liên quan đến con quỷ ấy. Bông hoa xong lại mũi tên đến bình sữa. Xong cho em bé uống à? Xong em bé uống trở thành con quỷ à? Bằng hỏi chấm nữa, chả hiểu gì. Thử nói chuyện con mèo. Mèo. Cái gì đây? Con robot. Một con robot. Nó cần có pin. Lắp pin ở đâu? Thế chắc bây giờ phải đi tìm pin cho nó thôi. Pin ở trên này à? Pin đâu? Đi sang phòng khác thì ở đây hết rồi. Rồi bị sập rồi các bạn, đã không đi được nữa. Mấy cửa này bị khóa rồi. Ồ đây, cửa này mở mà. Rồi. Pin đây, ui pin đây, rồi. Pin đây. Quá trời pin. Nhưng mà thử nghe đoạn ghi âm đấy hả? Ngày 1 tháng 3 nhật ký số 334. Newt à? Newt hay là đọc Newt? Đâu đâu, đọc lại. Newt đang chứng tỏ là một trong những vật quý giá nhất của tôi. Niu việc nó thu hoạch các mẫu nguy hiểm hơn bất kỳ mối lợi nào. Dẫu vậy tôi vẫn cần xử lý lỗ hổng trong thiết kế pin. Tâm hồn đáng thương cứ gục ngã thôi. Tốt nhất vẫn nên cầm gì đó để phòng thân, phải không Niu? Gọi là Niu nha các bạn. Gọi là Niu. Hết nhật ký. Mặc tù viết sang sửa Niu. Pin này đúng không? Đây chính là những viên pin này các bạn này. Có người còn uống cà phê đấy các bạn. Nhưng mà lâu lắm rồi không ai vào đây. Nó đã bị cũ, có cưa, có đồ đạc. Đây như kiểu phòng kho ấy. Có cần gạt này. Từ từ, mang pin. Mang pin lắp con kia đi. Bây giờ mình sẽ cứu sống con robot tên là Niu. Con đấy tên là Niu á? Thật á? Con này tên là Niu mà. Ui, ông bảo có con robot này mà. Nhặt lên. Hello, mắt mày lắc lộn lên thế. Đấy, cái con Niu mà ông ấy nói đến chính là con này đó các bạn. Rồi mình sẽ đưa robot đến cái chỗ lúc nãy. Lên lầu để sửa chữa. Ôi lên lầu á, lên lầu là chỗ nào ta? Lên lầu là chỗ kia kìa, lúc nãy mình ngó từ trên kia xuống mình thấy cần gạt đó. À thế à? Đây là lúc nãy mình ngó ở trên này xuống này mình thấy cái cần gạt này còn gì. Đây, ngay chỗ bếp lò đây. Rồi, lên lầu. À, lên lầu. À, ông nhớ chỗ ban đầu mà mình bảo ông này, bảo lắp vào đây này. À đúng rồi, sạc điện. Đây chính là con Niu đó, chính là con Niu này này, anh nhớ mà. Đang tải nghĩa là cái gì đấy, chắc cầm vỗ vào nó. À mình phải bấm đúng lúc nó hiện cái màu xanh là được các bạn. Đã thu phí gì đấy. Sai. Ôi giời ơi, sai là bị làm lại các bạn. Yên tâm đi, anh sẽ cập nhật được cho con Niu này sống lại. Đồ ăn hại. Đấy. Ui đầu nó xoay vòng tròn luôn các bạn ơi. Niu ơi, bạn tỉnh chưa? Hello. Cute quá, bạn ấy mở mắt ra rồi, bạn sống lại rồi. Bạn ấy nhè ra cho mình cái gì á? Nó ho ra. Cần mực. Mực á? Mực hình như anh mực cho Niu. Nhớ nó quanh ở khu này mà. Đây, mực đây. Bên này, đấy. Đây, mực đây các bạn ơi. Hóa ra nó ở bên dưới này, mình nhớ là mình nhìn thấy nó mà. Cái gì ấy, tự nhiên có tiếng gì ấy ghê quá à. Cho nó ăn mực đi, đầu nó đang bị đơ đấy. Robot ăn mực. Anh tưởng robot phải uống dầu chứ. Robot nhảy ra trái tim, ai làm chịu. Nó yêu anh này, nó ghét em. Bây giờ nó lại cần cái gì ạ? Ở chân nó lại đỏ đỏ ạ. Ôi nó không có chân, đúng rồi. Nó mất cái đế các bạn. Nhặt lên. Gắn bộ tăng cường mới. Bộ tăng cường là bộ ở đâu? Để con này vào để mở cửa. À, bộ tăng cường mới đây à? Chắc trong này rồi. Để ý là những cái chỗ nào mà nó có hai cái thanh mà có hình tròn tròn là mình sẽ gắn được con robot vào. Nó giống như kiểu một cái chìa khóa để mở cửa vậy các bạn. Trời luôn. Rễ cây. Sao này có gì? Ui không có gì các bạn ơi, có cái nịt. Hả? Nhận đơn vị tăng cường. Đây này. Đây này. Chính là đế của con robot này. Ảo thật đấy. Là sao anh biết được? Thì mình đi lần lượt thôi. Lần lượt à? Mở cửa này. Mình cứ đi từng phòng lần lượt, không là mình sẽ bị bỏ sót. Thế mau đi lắp vào cho nó đã. Nhỉ, lắp vào mông. Đúng rồi. Không gắn được bằng tay. Thế cần được cái gì? Đây à? Lắp vào đây xong rồi nhặt cái con đấy. Xong rồi để vào đây như thế này, lắp lên, ấn vào đít nó. À, rồi lấy nó ra xem nào. Thế để... Thế bây giờ làm sao? Làm sao nhỉ? Thế bây giờ là nó cứ tháo ra là nó lại đóng thế thì... À đúng rồi, cả cái để nó bắn lên cái chỗ đít của con đấy các bạn. Cắm à? Bây giờ mình cần phải làm gì đấy để cái cánh cửa ấy nó không đóng lại này. Hay là mình phải kê một cái gì đấy. Đi tìm thôi chứ bây giờ mình chẳng biết cái gì các bạn ạ. Nhặt bác sĩ hỏng. Bác sĩ hỏng làm gì? Những con bác sĩ quỷ ám. Bác sĩ quỷ ám. Nhưng mà để làm gì? Ngày 22 tháng 1, nhật ký số 285. Những con búp bê của tôi xác định căn hộ 10 là điểm vàng mới. Đứa bé và bảo mẫu của nó vẫn chưa biết những cái việc mà tôi làm. Tôi có ích kỷ khi biến những con búp bê trông giống mình hay không? Chắc vậy, nhưng ai sẽ phán xét? Bạn sao? Không phải cháu. Cháu không biết gì. Ông bqThanh nó phán xét. Hóa ra là ông này rất thích màu vàng. Và ông này là một bác sĩ nghiên cứu. Ông ấy đang nghiên cứu đã tạo ra một con quỷ à? Ồ, ghê thế ông ơi. Ông này đã nghiên cứu, đúng rồi. Ông ấy đang viết nhật ký lại cái cuộc nghiên cứu của ông đấy chứ còn gì nữa. Được rồi, cầm phòng đi gặp ông ấy gõ vào phát. Ở bên kia cũng có cánh cửa kìa. Đây có số 4 là mã các bạn ơi. Bị khóa rồi, dễ cây nó bám lấy hết lên luôn. Đây phòng số 5 này. Gì đây? Cái chặn cửa à? Lấy được cái chặn cửa đâu cả. Chắc cái này tên nó mình biết luôn làm gì rồi, để chặn cửa. À ừ, anh nói điều mà ai cũng biết. Một đứa vô tri nó cũng biết là cái chặn cửa gì để chặn cửa, hiểu không? Chặn cửa kiểu gì? Thì mình đặt nó vào đấy. À. Đấy, hiểu không? Lấy. Đóng hộ cái. Rồi. Bây giờ mình sẽ đi vào mình gắn nha các bạn. Rồi, nhắn vào đây. Rồi. Nào. Nhìn nó như này. Niu. Nó bật về cái công tắc nên gắn cái đít này các bạn này. Niu sẵn sàng để có một cái mông mới chưa Niu? Quá sẵn sàng. Ui. Thốn quá các bạn ơi. Mình nhìn thấy thốn các bạn. Không, nó là robot mà. Ui, nó bay rồi. Ôi. Ôi, thế là nó bỏ mình đi luôn rồi. Niu đã đi đâu? Ôi, xong rồi, nó bỏ mình đi rồi. Bây giờ mình phải đi tìm nó. Niu ơi, sao mày chui vào đường ống? Tao có chui được vào đâu. Ê, bây giờ mình phải đi lên cao đúng không? Đi lên cao rồi bây giờ đi tìm nó. Thì thế, phải đi lên cao mà nó bay lên trên mà. Cái gì đấy? Ui, động đất đi. Vì sao tự nhiên đi động đất? Cấm đứa bé này luôn này. Hình như vừa có một cái gì đấy rơi từ trên xuống, nó làm rung cả ngôi nhà. Niu đây. Ôi, hello. Giúp Niu sửa thang máy. Okay. À, cần cờ lê. Đây, cờ lê đây Niu. Ok. Mình tặng cho Niu cái con cờ lê chuẩn luôn. Niu cần gì? Kiểu ấy. Bạn đi sửa, giúp bạn ấy sửa thang máy mà. Bạn robot này có tác dụng vẫn tháo rơi ốc kìa. Nó tháo hết ra rồi các bạn, nó sửa đây nó phá nhỉ. Niu ơi, bạn sửa ơi, bạn phá thang máy đây. Cần gì nữa? Cần dầu, can dầu nãy là mình lấy mà mình nhầm là mực đó. Chỗ nào ta? Chỗ can dầu nhỉ? Kia, can dầu đây. Đây Niu ơi. Đúng rồi, đây. Đưa. Cha dầu nhớt để cho nó khỏi kiểu khô. Ôi không phải cha mà nó uống luôn. Nó hết dầu các bạn ạ. Ở đây dầu rồi, bây giờ bạn cần gì? Cần gì Niu? Cần búa đây. Quá khổ, hóa ra nó uống các bạn. Mình cứ tưởng nó lên nó tra vào những cái dòng dọc hay những cái gì nó đấy. Nó uống ngon như là uống trà mãng cầu. Nó là robot, nó phải uống dầu mỡ. Còn mình là người, mình uống nước. Chứ người không đi uống dầu mỡ nữa các bạn. Không là vật đấy. Nó phá rồi, em không tin nó đang sửa đâu. Lắc gì thấy ghê vậy. Ui, nó sửa được thật các bạn. Đừng bao giờ khinh thường Niu. Ok. Hóa ra Niu đi là đi sửa thang máy. Bây giờ mình sẽ sử dụng thang máy. Ui, nó sửa xong bây giờ mình đi được thang máy luôn. Không nhớ, nó sửa chập chờn lắm. Cái gì đấy? Ôi, em bé. Này, em bé. Này, kinh quá. Em bé sẽ giết anh đấy. Phòng thí nghiệm. Trong vườn bí mật, tránh xa sự tò mò. Trại tị nạn ở Carcosa được bảo vệ bởi sự khôn ngoan. Tới phòng thí nghiệm rồi. Ui, cái bức tranh em bé kìa. Sao nó cứ nhòe kiểu gì ấy đúng không? Em vừa thấy nó biến hình không? Cái mặt nó bắt đầu ghê, xong rồi nó biến hình trở lại bình thường này. Đây là bác sĩ này hay là đây là chính là ông nghiên cứu? Đây giống như kiểu ông bác sĩ dịch hạch. Đây chính là cái ông bác sĩ đấy đây. Ông bảo là tại sao tôi làm những con búp bê giống như tôi ấy. Đúng rồi, đây chính là ông bác sĩ này. Xong rồi bảo mình đừng có mà phán xét. Nhưng mà Ốc phán xét tí nó. Ốc không phán xét, Ốc không nói gì các bạn. Tí ông thả búp bê. Ông thả búp bê là bắt em. Niu ơi, có gì ấy Niu? Chúng ta mở được một cánh cửa mới các bạn ạ. Thôi đi xem những chỗ khác đi. Đây mình sẽ sang phòng bên này trước. Bị khóa. Không có gì. Đây có một cái phát ghiêm nè. Ok. Ngày 15 tháng 8 nhật ký số 633 nha các bạn ơi. Tôi chợt nảy ra ý tưởng bất ngờ để trang trí lại nhà mình. Quanh đây chẳng có ai, sao không biến đến này thành của mình? Tôi có khao khát mãnh liệt với việc sơn các bức tường thành màu vàng. Ôi giời ơi, vàng màu sắc thật sống động. Nó là một từ rất là thú vị. Vàng. Vàng chưa? Quá vàng luôn. Ui, vàng. Căn phòng màu vàng. Nhật ký kết thúc sớm thôi. Màu vàng ơi, vàng. Ông này đam mê màu vàng các bạn ạ. Rất vớ vẩn luôn. Một sự thích màu vàng quá nhiều. Uống nước mà vàng này. Đây là nước cam ấy các bạn. Thôi em ơi, chơi game đi em ạ. Em mà uống nước cam màu vàng tí em bé màu vàng cũng vào đây đòi uống thì thôi xong đời em. Ui, bức tranh gì đây? Ngon quá. Vẽ cái gì đấy? Vẽ ốc à? Có một mắt này. bộ mặt thật của ông giám đốc, ông bác sĩ dịch hạch đấy. Nó bị chặn rồi các bạn ơi, mình không thể nào mở được thêm nữa các bạn ạ. Sau này còn mình nhìn thấy có một cái máy ghi âm này các bạn này, không mở được. Bắt buộc mình sẽ phải đi vào cánh cửa này. Ok. Úm ba la, cánh cửa mở ra. Đây là phòng thí nghiệm nè. Dí Niu, bạn dễ thương quá. Nhìn xung quanh. Nhìn đi. Mình thiếu cửa màu này là chìa khóa màu hình mặt trăng. Đấy, mình thiếu chìa khóa các bạn ơi. Các bạn đang tưới cây kìa. Ui ôi, như kiểu công việc thường ngày của nó ấy. Tưới cây nấm. Đây là cái gì đây? Các công thức cho em bé. Niu tưới vào bông hoa này sẽ lấy được một cái viên màu xanh. Sau đó cho viên màu xanh vào cái bình màu xanh, cộng với cái bình màu đỏ, ra cái thuốc màu hồng. Sau đó cho vào bình sữa cho em bé uống. Đây có cái màu hồng này này. Thôi chịu thôi, mình đi lấy chìa khóa đi. À, bông hoa kia. Mình lấy chìa khóa mở cửa đây. Nhìn thấy cái chìa khóa mở cánh cửa đối diện luôn đấy. Đây này, ngoài tầm với. À, ngoài chưa lấy được. Cái gì vậy? Tiếp tục quay nhẫn à? Quay nhẫn tức là quay con dấu này đúng không? Chả hiểu. Ý là quay một cái ký hiệu. Đây có một máy ghi âm. Ngày 1 tháng 12 nhật ký số 160. Như thế cả con quay và cánh cửa thế giới ở trên phòng giả kim vẫn là pháo đài cuối cùng giữa thực tế của chúng ta. Và đó là một trong những điều không thể nói. Phòng khi tôi mất trí và quên mất nhiệm vụ của mình, tôi để lại bản game này để nhắc nhở bản thân. Đừng bao giờ mở cửa và đừng bao giờ cho phép con quay ngừng lại. Con quay là cái gì? Nếu chiếc nhẫn lung lay thì hắn sẽ tìm ra bạn. Hết. Đây, tiếp tục quay nhẫn này là không để chiếc nhẫn dừng lại. Thế nhẫn đâu? Nhẫn đâu? Để cái cán dầu ấy. Con quay hoi. Con quay hoi các bạn. Con quay hồi chuyển. À, tưởng con quay nó bị hoi. Có gì đó bên trong. Ở kia nó hướng dẫn kìa các bạn kìa. Chúng ta sẽ cho cái con này nó tưới cái cây này này. Là được. Đây có gì ấy? Lấy một chai sữa. Đấy lúc mà ấy đấy, lúc mà mình bắt đầu mình pha chế xong mình sẽ lấy, nhưng bây giờ mình phải tìm được chìa khóa hiểu không? Niu uống sữa không em? Điên rồi, sữa bình sữa có gì đâu mà uống. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm gì bông? Có gì ở bên trong? Ui, hoa biết cử động luôn các bạn. Ui, nó cắn mình luôn ạ. Cắn mình. Hoa. Niu gọi Niu, Niu tới cây. Ok. Cắn Niu này. Niu bận rồi, Niu bận. Không bận, Niu phải tới cái này. Niu bận rồi. Ra này Niu rảnh. Gì đấy? Kìa chiếc chìa khóa kìa. Con mèo điên. Con mèo thật nè. Mèo mèo. Lấy cho tao chiếc chìa khóa đi. Lấy cho tao cái chìa khóa mày ơi. Chìa khóa mặt trắng kìa. Alo. Mày có nghe thấy tao nói gì không? Tay cầm, mất cái tay cầm. Tay cầm đâu? Tay cầm chỗ nào phòng này? Con này nó cắn kinh quá các bạn, nó cứ cắn mình thôi. Đây rồi, đây rồi. Niu tưới rồi, Niu xịt cái gì á? Xịt cái gì vào không phải tưới các bạn ạ. Kìa nó nhè ra một cái. Cái này cái gì? Cái này cho vào cái gì nhỉ? Cho vào cái bình này đây. Cho cái bình màu xanh á. Màu xanh kết hợp với màu đỏ, có màu đỏ rồi bây giờ cho màu xanh vào đây. Rồi. Sau đó vặn. Cần 2 thuốc thử để trộn. Làm lọ thuốc. Rồi. Ôi nhìn này. Thiếu phải gạt cả cái cần của bình đỏ nữa đấy. Rồi. Sau đó trưng cất ra. Sau đó 2 bình nó sẽ trưng cất ra một loại gọi là màu hồng. Rồi bây giờ lấy bình sữa đi, lấy bình sữa cho vào. Vặn cái van này đã. Và sau đó cái màu hồng này sẽ dẫn lên cái bể này. Sau đó mình múc. Đúng rồi. Ui, nhìn đúng là phòng thí nghiệm thật các bạn ạ, nhìn nó công nghệ cao thật chứ. Rồi. Lấy được chưa? Cái gì ơi? Cái nhẫn đấy. Sao kia nó rung rồi. Con quỷ. Ôi ôi, mình nghe thấy ông ấy nói ông khi nào mà cái nhẫn này nó rung này là con quỷ nhận ra chúng ta đấy. Rồi sao thế mình hiện. Em bé. Ê, chị chào em nhá. Em ăn đi. Em ăn đi. Em ơi, em cho chị cái chìa khóa của em nhá. Ui, nó ăn xong nó bị làm sao này Ốc này. Nó ăn xong nó bị điên chứ còn gì nữa. Nó hút cái đấy vào người nó hiểu không? Nó hút tất cả những cái thứ xung quanh, đồ chơi thứ vào người nó luôn. Sợ nhặt bé làm gì? Ném nó vào vạc đi. Đấy. Cho nó trong đấy. Còn quái vật, ta đã bỏ người vào đấy. Nó nhảy ra không ơi. Nó đâu. Nó nhảy ra. Mở cửa. Hay quá. Đây là phòng gì? Đây là nhà bếp. Nhà bếp. Ôi, có nguyên một con gà luôn. Ngon quá, cho vào vạc ăn đi. What the hell? Hai cái bát ở dưới là để cho con mèo ăn này. Bát cho mèo ăn này. Lò nướng. À, em bé chết với anh cho nướng em bé luôn. Trời. Em bé này là ác quỷ các bạn ạ. À, nó ngồi dậy luôn này. Mặt nó ghê không? Mày hả? Lần nào mình cũng rất thích nướng em bé ăn vì nó là quái vật các bạn ơi. Đấy, ngồi trong đấy đi. Đừng có phá hoại tao nữa. Đang nấu rồi. Ôi, cái tay cầm này đúng không? Nó bắn ra các bạn ơi. Em bé không hề hấn gì luôn. Nó là ác quỷ rồi mà. Nó bất tử các bạn ơi. Mình không làm gì được nó. Đây như kiểu người ta đang chế biến một cái gì đấy. Người ta bảo không được uống đấy, nghe thấy chưa? Đây có máy ghi âm, nghe xem nào. Ngày 4 tháng 4, nhật ký 566. Đúng vậy, mẫu hoa 32C được mang từ Carcosa về là tia hy vọng. Là loại thuốc thử mà tôi vẫn luôn tìm kiếm. Người bảo mẫu khôn khéo đã tìm ra cách để trông nom đứa trẻ mà không cần đến gần nó. May mắn là bảo mẫu không gặp vấn đề gì với việc cho nó bú với những lọ dung dịch bí ẩn đó. Những thử nghiệm này có lẽ là chìa khóa cứu rỗi chúng ta. Rồi. Khó hiểu thật. Nói chung là ông ấy tìm được một cái loại hoa gì đấy về để ông nghiên cứu và... Và đây là gì? Và đây là một cái hành lang bí ẩn các bạn ạ. Bị chặn rồi. Cái cây nó mọc to quá là bị sập hết các bạn ơi. Phần này map khá là rộng các bạn ạ. Ui, con quỷ ấy. Quỷ cây đâu các bạn. Không mở được các bạn ơi. Nó bị chặn rồi. Bây giờ mình cho cái tay cầm này vào cái chỗ cần tay cầm lúc nãy ấy. Đúng rồi. Thế từ từ anh xem còn gì ở đây nữa không? Mình bỏ sót nữa không? Em nghĩ là hết rồi. Đây, chỗ này cần cái tay cầm vào này. Quay. Hút à? Hút cái gì vào mà biến thành màu xanh ấy? Hút Niu vào. Không. Hút Niu vào rồi. Niu nè. Niu rồi. Niu lại bay ra. Thật đấy. Hút em bé vào. Hút em bé. Em bé đâu? Em bé đây. Mau cho em bé vào đấy đi. Chứ chả có cái gì mang bỏ vào đây hút được cả các bạn ạ. Vừa hút Niu vào, Niu lại chui ra. Thế hút em bé vào xem nào. Ui. Đúng rồi. Nó sẽ lấy chìa khóa đấy cho mình. Nó cười kìa. Cười ui bê cái ngu thật sự. Cho con bé uống thì nó hút cái chìa khóa. Từ từ mình đặt nó luôn vào đây này. Cái thuốc màu hồng này sẽ làm người nó trở thành giống cục 5 châm ấy. Rồi, quay đi. Đấy, như này được rồi đấy. Được chưa? Được rồi, lần này được rồi. Hút chìa khóa. Đấy. Mang cho mình chiếc chìa khóa hình mặt trăng. Ốc quá thông minh luôn các bạn. Mời đến. Các bạn bình luận cho Ốc là Ốc thông minh gấp 1 tỷ lần bqThanh. Còn lâu đi, bây giờ mình có chìa khóa hình mặt trăng. Mình sẽ mở được cánh cửa hình mặt trăng. Rồi mở đi. Niu ơi, trong này ta lại thấy có chỗ gắn được mày vào này. Cái gì đây? Một ngọn nến màu hồng. Lung linh. Nhặt sách lên. Trong sách này có cái gì? Có 3 cái hình. 3 bông hoa. Một cái bếp lò đang sưởi. Xoay vào cậu. Ôi giời. Thấy cái biểu hiện của cái con quỷ chưa? Trông kinh quá các bạn ạ. Tự nhiên xoay giật cả mình. Thế còn gì đâu? Ôi dồi ôi. Tưới cây. Con này là nhiệm vụ của nó hàng ngày là tưới cây và ấy các thứ các bạn. Theo đây. Mèo đen đâu? Đây, cho người vào đây này. Không được các bạn ơi. Ui, cái gì đây, hướng dẫn gì đây này? Ngọn lửa màu hồng, hỏi chấm hỏi chấm luôn. Mất dậy, thằng mất dậy đấy. Bây giờ mình làm gì với nó? Cho nó vào đốt lò đi. Kìa, cái gì phát sáng cùng với cái ngọn nến á. Nhặt cốc uống đi. Con mèo kêu đâu ấy? Con mèo đâu, em bé cười. Mèo. Múc được đâu không? Không được à? Cần một cái chai à? Không phải. Cần một cái chai. Lên đi, lên trên này. Leo cái trên này các bạn ơi. Leo lên lại leo xuống à? Con mèo kia kìa. Leo lên đi. Rồi, bước qua. Bước ra đi. Không được. Hay là cái thang này phải đẩy đến một chỗ nào đấy. ha. Thang ở trong thư viện hay chúng ta đẩy được đấy. Đúng rồi, đẩy thang đi. Sao để đẩy được nhỉ? Có mỗi nút leo thôi không ạ? Có mỗi leo thôi à? Nó chưa có điện anh ạ, phải có màu xanh này mới có điện. Dây điện này gắn vào đây. À, bật công tắc này, sau rồi. Đó gắn Niu vào. Sau đấy cái thang ấy chạy được. Đúng rồi. Chuẩn luôn. Mình quên, mình không nhảy cái này. Đây. Rồi đấy, bây giờ mình. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Cái gì vậy? Gì ấy, nhanh ấy. À, mình phải tắt công tắc đi đến đoạn đấy đúng không? Đúng rồi. Chưa. Bật lên. Đến đoạn này chưa đứng lên được, phải đến cái chỗ con mèo đứng á. Không lên được rồi mà. Cái gì đây? Cái gì đây? Biểu tượng. Kìa. Tam giác lại gạch đôi. À, mình sẽ đứng vào những chỗ có ngọn nến màu xanh các bạn ơi. Bên này có một cái nữa này. Ngọn nến màu hồng chứ? Màu hồng, Rồi đấy. Mình sẽ lên chỗ có ngọn nến màu. Cái gì vậy? Nó ném cả Niu luôn. Con này tộc cay này. Cáu cho đây các bạn ạ. Vòng tròn bên ngoài hình vuông. Lá gì ta? Xem còn nữa không? Hết rồi. Đây, còn cái này. Đây. Một cái hình giống như cung tên. Ở đây nữa, một cái hình. Một hình nữa này. Còn chỗ nào có nến nữa không? Đây, chỗ này có nến. À, đây là trang sách thôi. Tìm đường lên. Tìm đường lên thế thì phải đi đi. Đi đâu? Cho cái thang này nó ở cùng nó với không, vị trí của con mèo. Nó sẽ không dừng ở chỗ điểm đấy, em hiểu không? Thế á? Em nghĩ là nó dừng ở đấy chứ. Bây giờ thử lại nha, xem nó có dừng ở đấy không. Có chứ. Niu đâu? Niu đây. Đấy, tí thang nó quay trở lại đấy là 1, 2, 3. Đấy. Thang đây cái thành chả biết chơi á. Thang dừng ở đây rồi. Bây giờ mình sẽ đi lên trên này nha các bạn ơi. Đi theo con mèo đen. Mở cửa này ra. À, những cái ký hiệu kia chính là mật mã. Rồi, đây, đúng rồi này. Từ từ. Không đúng, cứ quay đi em nhớ. Không đúng. Không phải cái này. Thôi quay cái này đi. Cái hình tròn đây, cái hình tròn bên trong là hình vuông. Đây cái này đúng. Đúng luôn rồi. Thấy chưa? Thấy bqThanh nhớ cái này chưa? Ở đâu ấy? Nó chính là cái ở trên bàn kia kìa. Đấy, đây chính là mấy cái để mật mã để mở cánh cửa nha các bạn. Rồi đi vào trong. Tối thế. Có một cái đèn dầu. Mặt nạ của ông bác sĩ. Mặt nạ giống kiểu bác sĩ dịch hạch chứ nhở? Của SCP á. Cô ấy đã đi đâu? Con mèo đã đi đâu? Được, nghe đoạn game đã. Ngày 27 tháng 2 nhật ký 895 các bạn ạ. Con mèo ư? Chà, nó là một sinh vật khá là hiếu kỳ. Tôi cơ bản là không biết liệu cô ấy có động cơ hay là chuyên môn về các giống loài hay là không. Cô ấy có vẻ thông minh và nhanh nhẹn lúc cảnh báo tôi về mối nguy hiểm khi nó phù hợp với cô ấy. À, tôi rất vui khi tỉnh giấc có thể thấy gương mặt của cô ấy. Tôi thực sự muốn cô ấy ở lại. Người yêu à? Người yêu hay là con mèo? Nói chung là con mèo đấy là một con mèo cái. Một cái mặt nạ bị nứt này, 2 cái mặt nạ bình thường này, và còn thiếu một cái mặt nạ ở đây. Đúng. Đây là chỗ cho mèo ăn. Ôi khiếp, con mắt này mở ra hết hồn à. Cho tôi đi về được không? Không, đi về làm gì có video cho các bạn xem. Rồi tiếp tục. Anh phải chơi. Rồi bây giờ phải leo xuống các bạn ơi. Mở ra một cái cánh cửa mới. Nó dọa mình ngã lộn cổ xuống luôn các bạn ạ. Thang đổ rồi. Đây là phòng. Hello. Khám phá bí quyết của nhiếp ảnh gia. Chụp ảnh à? Nào chụp ảnh bé đi. Cái gì vậy? Cái này bị hỏng rồi. Cái gì đây? Một tòa nhà và trên là một cái mắt, biểu tượng của con quỷ đấy. Mắt của cái em bé Baby in Yellow. Đây là biểu tượng con quỷ này. Nhặt sách lên. Sự khác biệt trong góc nhìn. Chúng ta đến với một cái hướng dẫn các bạn ạ. Chụp ảnh nè. Nên gì được quay xoắn ốc là sao? Bị khóa rồi, mình phải chụp ảnh thôi. Có cần gì không? Cứ thế chụp thế à? Ừ. Dường như mở ra phía trước. Ok, mở rồi ra. Rồi, cái máy chụp ảnh này là nó có từ cái thời xa xưa ấy các bạn ạ. Còn bây giờ thì mình chỉ có ảnh. Bây giờ chụp cho nó đúng không? Không này, tại sao lại thế? Mở mình ban đầu phòng này đâu có như gì đâu. Lúc chụp ảnh lên lại thấy ở đây lại thấy rất nhiều hình vẽ luôn. Đúng rồi. Cuốn phim các bạn, bây giờ đi tìm cuốn phim. Nhưng bây giờ mình bị mắc kẹt trong này rồi. Đấy. Một cái phòng này là phòng để rửa ảnh đấy các bạn ạ. Ngày xưa là chụp ảnh nó không như bây giờ, công nghệ nó không được hiện đại đâu. Phim chưa phát triển ở đây. Ui đây này, người ta chụp rất nhiều ảnh nhá. Ảnh con mèo này, ảnh bên cầu thang lúc bắt đầu mình mới vào game này, ảnh logo cái kiểu biểu tượng con quỷ này. Còn Pigman là gì đây? Người đến đón mình à? Đây là phim này các bạn. Ui chụp em bé kìa. Chụp em bé, chụp cả Niu nữa. Chụp cả biểu tượng quỷ, nói chung tất tần tật các bạn. Lắp phim vào. Giờ đi lắp phim vào máy ảnh, sau đó mình sẽ chụp. Đó. Rồi, nào. Sẵn ra chưa? Ui. 1, 2, 3, cười lên. Ok, quá xinh. Được một cái ảnh rồi. Rồi, ui, ảnh phim nó vậy à? Ảnh phim, bây giờ mình đi rửa ảnh. Rồi, đi rửa đi, nhúng vào đây. Cái gì ấy mày, mình đi ra chỗ khác. Phòng không đủ tối, phòng này phải tối hơn nữa. Đóng vào, đóng phòng vào. Tối chưa? Tối chưa? Rất tối luôn nha. Cái gì đây? Em bé mình đi ra rửa cái em bé luôn. Nó cho mình rồi. Cái gì ấy? Nhặt phim được phát triển, nhặt lên. Rồi sao? Lắp phim vào máy chiếu. Đây. Chị sẽ xảy ra đây. Ôi cái gì kia? Nó chiếu cái gì mà nó ghê vậy? Đấy, chiếu quá đẹp. Chụp quá đẹp luôn. 10 điểm. 10 điểm không có nhưng. Bây giờ làm gì nhỉ? Bị khóa rồi. Chết rồi, mình bị nhốt này rồi. Hả? Anh lắp vào rồi đó. Ôi trời, làm giật hết cả mình. Bây giờ làm sao? Lại mở ra này. Ôi, chụp thêm ảnh đi. Lúc nãy là không thấy tranh nhá. Chụp ảnh, trong ảnh thấy tranh. Còn bây giờ thấy tranh, bây giờ mà chụp trong ảnh, trong cái máy ảnh nhìn vào lại không thấy tranh, đúng là khóc tiếng mán luôn đâu ạ. Ngược lại với vừa nãy. Nó ngược lại vừa nãy mà bây giờ mình lại phải lấy phim các bạn ơi. Lắp vào. Lắp vào. Đấy. Chụp đi. Cạch tách. Ok. Lấy ra rửa. Đóng cửa vào đã, cho phòng nó đủ tối. Đúng rồi. Không, rửa anh. Rửa lên. Được rồi. Lắp vào máy chiếu để xem này. Rồi xem chuyện xảy ra với cái bức ảnh này nhá. Bức ảnh ban đầu thì rất là kỳ lạ rồi. Bức ảnh này không biết nó sẽ ra cái gì luôn ấy. Nó sẽ vẫn là cái đấy. Đấy vẫn là thế. Và ra ngoài thì phòng nó sẽ biến thành như này luôn. Anh ra ngoài mà xem. Đó. Rồi cứ thế à? Đúng rồi, nó lại bảo mình chụp thêm đấy. Lần này không có em bé. Ban đầu là em bé ngồi ghế. Đúng rồi. Cứ chụp đi, chụp nhiệt tình vô. Tự nhiên tự nhiên làm được nhiếp ảnh ra. Bấm vài cái ảnh nó nhiếp ảnh ra. Đừng có đùa. Rất là vô phận. Mai các phải đi chụp ảnh thuê các bạn. Tính tiền. Ok, chúng ta sẽ xem. Biết chuyện xảy ra nữa đây, đừng mà nó nổ. Sau đấy thì cái phòng này nó sẽ như thế này, như trong ảnh luôn. Cho mình lấy cái gì để sửa này nhỉ? Vậy là máy này có khôi phục, có thể quay sang sửa cái điện được không? Đúng rồi, sẽ quay trở lại trạng thái. Eo bê cái thành trời mù thật sự. Không để ý các bạn ạ. Rồi. Rồi, chúng ta sẽ hồi phục lại cái nguyên trạng của cái công tác này. Hóa ra là vậy, làm nãy giờ cứ đi chụp ảnh không à, cứ được thưởng làm thợ chụp ảnh. Nào, đóng cửa chưa? Mà đòi rửa. Đây. Đấy. Trời game rất vớ vẩn nhá. Nó nhìn kìa, Nó nhìn thì anh chơi ngu đâu, nó chẳng nhìn. Ban đầu em mà nhìn anh 2 con mắt, nhưng bây giờ khi anh đã chơi ngu thì em chỉ nhìn anh bằng nửa con mắt. Anh chơi hơi bị hay luôn đấy. Đấy. Ok, chúng ta sẽ ra và nhìn thấy cái công tắc ấy là công tắc chưa hỏng. Rồi, gạt công tắc. Đó. Đấy. Nghĩa là mình chụp cái gì ở đây nó sẽ ngược lại, và sau khi mình rửa ảnh thì căn phòng lại biến lại đúng như thế. Rồi, kéo cần gạt đi. Ban đầu là công tắc này bị hỏng, sau khi mình chụp thì công tắc này nó sẽ tự không bị hỏng nữa. Bây giờ anh mới hiểu à? Đấy. Anh đây thành trận tiêu thật sự luôn á. Đấy. Làm mình cứ chụp. Cái gì ấy? Nó đưa cho mình cái bông hoa đã chết. Có vẻ đã chết. Có thể còn vài cách để khôi phục. À, chụp lại ảnh. Chụp lại ảnh cho nó sống lại đi. À. Ôi trời ơi, đúng là IQ vô cực luôn mới chơi được trò này. Ôi nó sống lại kìa. Tất nhiên rồi, chụp nó. Chuẩn luôn. Mang đi rửa tấm ảnh này, lập tức nó sống lại luôn các bạn ạ. Đúng rồi. Thì đấy. Ta sẽ rửa ảnh và cái cây nó sẽ sống lại các bạn ơi. Wow. Ghê. Đấy. Chơi game như bqThanh vô tri. Vô tri cái gì chẳng có, người ta biết rồi nhưng người ta chưa nói rồi. Đây cây nó xấu các bạn ơi. Mình bốc phép ít thôi. Đây. Sống rồi. Nở hoa luôn. Gọi Niu đang trên đường đến. Trên đường đến rồi. Niu ơi. Xịt nó Niu. Xịt nó. Thu hoạch đi. Xịt thối luôn rồi. À màu xanh. Vụ mùa đã thu hoạch rồi. Thêm thuốc thử vào vát. À về phòng kia để thuốc thử vào. Cái công thức hình như là màu xanh lá cây này với cái màu gì ấy, nó ra cái gì á. Đây. Bỏ vào đây đúng không? Màu xanh với màu đỏ. Ừ. Gạt cần. Rồi gạt màu đỏ nữa. Màu đỏ. Ừ. Rồi nó sẽ chưng cất hai cái màu này. Xanh với đỏ ra cái gì? Ra như kiểu hoa dâm bụt. Ra màu ấy rồi. Ra một cái màu xanh nước biển rồi. Xoay. Từ đang nghĩ xem là sao lại thành giống kiểu cái quả cân đấy nhỉ. Ừ. Tăng sức nặng à? Để ném cái gì đấy à? Rồi. Đấy, sữa cho em bé uống. Sao nhìn nó không muốn uống nhỉ? À, tăng cân. Bé ốp theo dõi Niu, chúng ta phải theo dõi Niu. Đi thôi. Đi theo Niu các bạn ơi. Ừ. Em bé ăn vào mập ú nu luôn. Rồi sao Niu? Cái đấy là thức uống dinh dưỡng dành cho người gầy đấy các bạn ạ. Ném em bé vào đấy. Rồi em bé nặng cân à. Bạn nào muốn tăng cân cấp tốc liên hệ ngay bqThanh chuyên đổ xỉ thuốc tăng cân toàn miền Bắc. Rồi em bé ơi. Chết rồi, đây từ. Rồi cho uống. Rồi. Nhanh. Vào cái chỗ này. Không phải thôi. Mình để nó luôn đây không mình cho nó uống. Đây. Chứ mình để nó nặng ở trong ra mình cũng bị đi chậm các bạn ạ. Đúng rồi, vì mình phải bế một đứa bé rất nặng mà. Đứa bé nặng mông các bạn ơi. Nó đâu? Nó biến hình rồi. Được, xem cái này hút cái gì. Hay nó chuyển bằng cái phương pháp này qua đấy. Đúng rồi. Không biết là ống nào đây. Bây giờ mình thử xem nhé các bạn. Cho nó uống không, cho vào cái ống hút. Em nghĩ là cái ống bên phải. Ống này. Con quay rồi đây. Cho nó ở đây nha các bạn. Sau đó là mình sẽ cho nó uống. Thôi rồi uống đây được. Rồi vứt được xuống đấy. Quay. Bên kia nhầm rồi. Nhầm rồi à? Vậy là ngược lại rồi. Bên này không, bên này. Không. Đây. Ngoài này. Chính là ngoài này các bạn. Bây giờ mình sẽ để em bé vào đây. Mình sẽ sử dụng cái ống này để dịch chuyển nó sang bên kia. Chứ đúng, mình không thể cầm tay được vì nó rất là nặng các bạn ạ. Nó mất thời gian. Đây. Rồi bước xuống, quay cần. Rồi ra đây. Rồi. Ôi hay quá. Cái gì đây? Tìm bông hoa thuốc thử. Ui nó ngồi trên kia luôn đúng không ạ? Ui đây giống như một cái hòn đảo trên bầu trời vậy. Trên đầu. Cái này giống như cái bức tranh lúc mình đi vào ấy. Sự giao thoa giữa hai cái mảng màu của nó ấy. Con này cứ gặp cây là tưới vậy, đam mê tưới cây à? Tìm bông hoa thuốc thử đi. Bông hoa thuốc thử. Kia bông hoa kia rồi. Kia bông hoa kia. Nhanh lên. Mình sẽ thoát ra khỏi đây thôi. Gọi. Đúng rồi, phải gọi Niu. Niu tưới nó đi. À con này mày dám bốc đầu Niu. Dừng em bé lại. Đừng nó kiểu gì. Đó. Nhặt em bé. Đây rồi. Cuối cùng là mình đợi được nó dừng ở đấy và mình nhặt nó lên. Đặt em bé cái gì kia? Thế nào kia? Quay cái con Niu nào. Đặt em bé lên Niu. Rồi, Niu giữ được em bé rồi. Rồi, ra đến ngoài đi. Hết phá rồi nhá. Tưởng cái gì khó khăn mình phải tưởng dùng pháo bắn nó. À, từ từ. Thế như dùng pháo bắn nó thật rồi. Bắn đi. Đúng rồi, dùng pháo, Niu bảo dùng pháo đi. Đốt cầu chì. Đốt cầu chì cho đạn vào đã, đốt cầu chì. Cho đạn vào. Rồi. Bỏ em bé. Nạp em bé vào đây. Xong rồi bắn em bé. Đúng. Ôi giời ơi, em bé bị bắn một phát ra khỏi vũ trụ luôn. Vĩnh biệt em bé. Đúng. Hóa ra là mình nhặt em bé xong để lên Niu để nó không bị dịch chuyển nữa. Sau đó đúng rồi, biến em bé thành đạn. Sau đó Niu sẽ đưa em bé gần khẩu pháo. Rồi mình bỏ em bé vào đấy và em bé bị bắn đi. Gọi Niu, gọi Niu. Đây, quả này nó không phá được mình nữa rồi. 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 Màu hồng đây là đây, màu hồng. Đây. Lấy được rồi. Lấy được rồi. Cánh cửa mở ra rồi. Lấy thuốc thử bên trong. Thôi. Ôi vừa mới bắn đi mình. Ôi Niu. Ui. Những tia sét màu vàng. Ôi. Ôi. Niu ơi. Đừng bảo nó đập nát Niu rồi nhá. Đập nát Niu rồi, mình ngất rồi. Mình nhắm mắt xuôi tay rồi. Em bé lợi hại thế. Sự va chạm giữa các thế giới, họ đến là điều khó tránh. Tôi phải bắt đầu chuẩn bị thôi. Bác sĩ nói. À, bác sĩ nói vậy à. Rồi, vừa nãy mình vừa nhắm mắt, bây giờ mình lại mở mắt ra. Và mình đang cảm thấy mình đang ở một khoảng không vô tận. Không, vẫn vẫn ở chỗ đấy. Nhưng mà ngôi nhà đã có rất nhiều vết nứt và trời đây trở nên âm mưu và kinh dị hơn rất nhiều. Mình lên. Sự va chạm giữa các thế giới, điều gì đã xảy ra? Ở đây các thế giới đã va chạm với nhau này các bạn này. Tạo ra nhiều vết nứt và nhiều mảnh vỡ. Đây rồi. Chính là cái viên mình vừa đấy. Đóng cửa, đóng cửa. Cửa đóng bằng hết hồn luôn. Ủ thuốc. Công thức cuối cùng là ủ thuốc các bạn ơi. Chặn đường đi ở đây luôn ạ. Cái màu hồng ấy. Cái màu hồng với cái gì ấy. À, em bé nó bắt Niu rồi. Không phải Niu bế em bé đi rồi. Bỏ vào đây. Rồi. Cái thuốc này màu hồng với một màu gì với đấy. Với một cái gì đấy. Theo anh là màu gì? Theo anh là màu xanh dương. Em nghĩ màu xanh dương. Màu hồng và màu xanh dương. Đúng rồi. Niu bảo gì? Trái tim. Ok, nhặt Niu lên. Xem thành ra màu vàng. Nó ra màu vàng. Con này ở đấy. Đúng rồi, màu vàng là bác sĩ. Bác sĩ rất thích màu vàng. Đúng rồi, cái này quan trọng nè. Rồi, cái này nó dẫn đi ra đây này. Thấy không? Không. Cái này cái gì nhỉ? Vết nứt thôi. Giờ cần một chai. Cho em bé uống màu vàng. Em bé uống này thành quỷ đấy. Thấy không? Logo quỷ đấy, em biết ngay mà. Nó cười rồi đấy. Biến hình quỷ. Nghịch ngu rồi. Thật là nghịch ngu không? Con quỷ sắp đến, nhặt bé lên, nhặt bé lên. Tìm đường lên lầu, tìm đường lên lầu. Lửa. À, đốt cái này đi. Đốt cái nào? Anh hiểu rồi. Không phải lên lầu đâu các bạn ạ. Mình chưa lên lầu được vội. Bây giờ mình sẽ cho em bé uống cái lọ thuốc màu vàng này. Để đốt em bé rồi. Để cho em bé cháy. Sau đó mình đốt cái chỗ cửa này. Đúng rồi. Và bây giờ cánh cửa này mở ra. Bị chặn rồi, mở đi. Mở đi. Đó. Đi thôi. Lên thôi. Chạy khỏi đây thôi. Mày có Niu chỉ dẫn cho mình đấy. Ui, phòng em bé mà. Đây chính là phòng ngủ của em bé. Ui. Hết hồn. Đồ chơi bắn ra. Bình sữa mới vịt với lại cái gì đâu á. Không mở được cửa. Phật điên à. Phật điên rồi. Em muốn gì? Đúng vũ giả từ nhà bếp. Xuống nhà bếp, xuống nhà bếp. Khóa rồi. Xuống nhà bếp. Khóa rồi, nó tất nhiên là phải khóa rồi chứ còn gì nữa. Nhà bếp đây, đúng vũ giả. Đây rồi. Nhét vào mồm em bé, nhét vào mồm nó. Hãy an ủi em bé. Ồ nè, nó ngất rồi, nó ngất rồi. À, mở ra một cánh cửa, mình mở đi. Mình mở ra. Đây rồi, gạt cần, gạt cần. Không biết gạt cần luôn. Chỉnh vòng là kiểu gì? Chỉnh vòng theo cái này, theo cái này này. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Chưa. Chưa hiểu à? Ok ok. Kéo cần gạt thôi chứ. Ừ. Ok đấy, còn okay, một bên. Còn một cái nữa. Còn một cái nữa. Được rồi, được rồi. Mình đã dừng lại con quỷ đấy các bạn ơi. Hai, em bé bay lên. Em bé bay lên. Bật chế độ bay lên. Nó phát điên rồi. Làm gì à? Nó ném bỏ quả cầu ở giữa. Rồi nó biến mất. Lấy cái lõi dưới. Chạy xuống. Đúng rồi, chạy xuống, lấy cái lõi. Lấy cái lõi làm gì đây? Ăn. Điên này. Đây này, lấy cái lõi này. Rồi. Trong cái lõi là một cái lõi khác. Mở cửa ra. Đi vào đấy. Đến nơi an toàn, chạy. Chạy kiểu gì? Đây, chạy vào đây. Chạy vào đây. Chạy qua đây. Đúng rồi. Để rồi, trốn trong phòng chụp ảnh. Đóng khung cửa. Đây. Chặn cửa. Rồi. Chặn cửa rồi các bạn ơi. Ừ. Kìa, con Niu nó gọi kìa. Đi lên trên kiểu gì? Nó có những cái nhặt đấy. Đây rồi, Niu đỡ mình leo lên trên. Rồi các bạn ơi. Trốn với Niu, trốn đi. Đúng rồi, đi ra ngoài đi. Đi ra ngoài. Ok. Ra ngoài. Ra ngoài bằng đường nào mới được chứ? Leo xuống đây có đi ra được không ta? Đó. Ra ngoài đi. Không ra được rồi, đường này không phải đường ở đây. Đây đường này. Thế bây giờ mình sẽ phải... Cửa này bị nó cào này, kinh chưa? Ừ. Đây rồi. Đi ra đây. Niu ơi, ra đây. Lấy lõi này. Không an toàn để nhận. Tìm mảnh ghép còn thiếu trong khu vườn. Đây rồi. Lắp. Ghép vào. Ghép vào không là mình không sờ được vào cái này. Còn một cái nữa. Cái nữa ở đâu? Kia, trong bụi cây, trong bụi cây. Trong bụi cây thấy vàng kìa. Nhanh lên, con quỷ nó ăn thịt bây giờ. Rồi đấy, lấy được chưa? Lấy lõi được rồi. Nó đang ghép vào nhau. Rồi, lấy lõi. Trả lõi cho con quay hồi chuyển, đưa nó cho Niu. Tặng Niu, đúng rồi. Nhanh lên Niu ơi. Theo Niu. Niu ơi. Tự nhiên quay lại nhìn làm gì? Sao không theo Niu từ đến cuối đi? Rồi sao các bạn ơi? Đưa nó Niu. Chạy qua bên đây. Rồi. Đây Niu đây, nhanh lên. Cúi xuống. Rồi. Trốn được rồi. Trốn được chưa? Vào thang máy rồi. Sập xuống rồi, con quỷ bên ngoài rồi. Tiếp tục đi theo Niu các bạn ơi. Niu chạy lên trên rồi. Niu ơi. Đây rồi, lõi đây. Niu đã kiệt sức rồi. Lắp lõi vào đâu? Không muốn. Lắp lõi vào đây. Lắp vào đây. Đây, đúng rồi. Lắp kiểu gì? Kia có lối đi kìa, thấy không? À, đây rồi. Ôi, con quỷ nó lên liên tục. Niu đóng cửa lại, đúng rồi. Rồi, nhanh lên, Niu đang giữ cửa đấy. Đá vào. Rồi. Con quỷ ngu si chết tiệt. Niu ơi, cố lên. Ui, nó phá cửa kìa. Rồi, sao? Rồi. Con quỷ à. Ui, nó phát điên rồi. Ui, Niu đã chết các bạn ơi, Niu hy sinh thôi. Nhưng con quỷ cũng sẽ teo đời. Nổ chưa? Nó phong ấn con quỷ vào trong cái rồi. Niu, Niu chết rồi. Niu đã nhè ra một cái giống như trái tim tan vỡ. Các bạn nhìn thấy hình ảnh không? Niu, Niu đã mất Niu đã chết rồi. Người bạn tốt nhất của mình trong game các bạn ơi. Nó đã cứu mình mấy lần không? Nó còn giúp mình nữa. Nhặt Niu đi lên đi. Niu, chúng ta sẽ đi chôn Niu. Đi cứu Niu. Không cứu được đâu, Niu chết rồi. À, lấy quả cầu bỏ vào đấy. Lấy không lấy được. Ui, nó sắp vỡ ra. Vỡ ra hay gì? Trông kinh quá. Đó, vỡ ra. Vỡ ra tiếp thành viên màu vàng kìa. Lấy viên màu vàng lắp vào cánh cửa kia. Đây, đây. Nhanh lên lấy nó. Rồi, lắp vào cánh cửa. Mình sẽ hồi sinh Niu à? Niu ơi, bạn phải sống. Tôi sẽ không để bạn hẹo đâu. Cánh cửa này, không phong ấn nhốt nó lại à? Không, mở ra đây này. Ui, mày quay này, như kiểu là một cái mật thất đấy. Quá là ghê luôn. Mày quay là phải mở ra chứ đúng không? Ui, thành hình con quỷ luôn. Quá ghê luôn, thành hình con quỷ luôn các bạn. Không đóng cửa. Mở ra không gì. Em bé. Em bé quái vật trở lại à? Nhiều em bé luôn. Một em bé. Chết rồi. Mình bị làm sao, mình bị ngã ở đây rồi. Mình bị thôi miên à? Miên rồi, mặt em dần dần mờ đi các bạn ạ. Mình tèo đời rồi các bạn ơi. Ui, bác sĩ. Ông bác sĩ, sao bạn lại mang hắn đến đây? Thế là mình giải phong ấn ra à? Bạn đã làm gì? Tôi có biết rồi. Cháu không biết, cháu đến chơi nhà ông. Cháu nghịch nghịch theo con. Tại con Niu á. Tại con Niu á. Niu nó giúp mình mà. Ok, chưa xong đâu. Chương mới có là bí mật này, trang phục và nhiều cái mục khác nữa. Rồi các bạn ơi, vậy là một cái phần mới liên quan tới con mèo đen. Nó dẫn mình đến cái phòng thí nghiệm của ông bác sĩ thích áo vàng. Và lần cuối mình đã gặp được ông bác sĩ đấy. Và ông ấy bảo là tại sao bạn lại giải mã cái phong ấn của cái con quỷ em bé ra. Và phát hiện ra bên trong rất nhiều em bé qua này. Điêu đời rồi. Đúng rồi, nói chung phần sau sẽ là rất là hay luôn đấy. Và các bạn nhớ bấm like video, bấm đăng ký kênh và đặc biệt xem quảng cáo nhá. Nhớ đăng ký kênh để khi nào có phần mới tụi mình chơi các bạn còn biết. Rồi bây giờ bye bye. Xin chào, bye bye. Niu, không cứu được Niu à? Không phải tất cả tại con Niu. Tại con mèo đen, Niu giúp mình. Niu. Tại không tại ai hết, tại con mèo đen nó dẫn mình vào đấy mà. Không tại các bạn mà bọn mình chơi. Tại các bạn đấy. Bye bye các bạn.